ngọt hơn không? Viên quà còn ngọt hơn. Rồi coi chú nha, đứa không? Dạ, chưa có đủ tiền. Ủa bà đang đưa rồi bà. Không, bà đã chưa đưa, chưa đưa đó. Chưa đưa đó. Em muốn anh có đủ tiền. Con em thử. Thế nào, cái dừa hả? Ờ, chà, chắc là bé hiền kia cái dừa hơn chưa đó. Chưa đưa đó, chưa đưa đó. Anh chờ một cái cho con đó. Chưa. Ờ, ok. Đây, 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 đây. Anh nói để anh nói rồi. Chà chứ. Chà chứ. Rồi, rồi, rồi. Dạ, 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 ok anh, dạ, dạ. Ok, ok. Dạ, xin lỗi anh. Cho em cả. Em chạy. Cho con một khủng hành đó hả? À không, còn một tô khủng hành năm gian nữa. Hai tô, ai lên nữa? Ai lên không ăn hả? Có. Ai lên bún riêu hả? Phù tiểu năm ba. Ok, còn hai tô khủng hành năm gian một riêu hả? Ờ, con khủng hành. Hả? Phù tiểu năm ba khủng hành. Chị, em nói từng rõ chưa? Em nói thôi. Bà cho đồng đế hai mấy người ở nha bà. Cần 20. Ăn sữa đấy, phụ sữa lo ra không? Cần 20 à? Cần 20 đi mà. Để hết. Ngọt không? Chị Hoa, bù sữa ngọt không? Mắt thơm, nếp rất rí rất đỏ. Nhàng mua nhiều nữa, mua ít thôi, mua ít nhàng thôi mà. Dẹp cái điện thoại đi để nữa, cái dừa để dưới luôn đi cho nó cảnh dễ ăn. Của anh, alo em. Của anh nữa, anh ăn đi. Hủ tiếu không hành này có. Hủ tiếu không hành là cái này nè. Dạ. Ngon không ạ? Dạ. Cũng ăn cũng ngon. Là yêu là cười thấy chưa? Yêu ớt mình ăn nhiều quá thì chứ chứ bớt ra dùng mà không em nha. Cười cười cười. Yêu là cười hả? Ờ. Yêu là cười. Yêu là cười à? Yêu là cười. Rồi nhà bánh cổng chị nó là đang em biết cơm không nè. Có chị nữa. Con anh. Ờ ăn giùm con ăn rau nó được. Ngon á. Bớt á. Bớt
Em ăn ớt không? Anh ăn ớt không? Bớt anh đó. Biết không? Anh đổ. Chắc ao. Anh bỏ đây đi. Bỏ đây, bỏ đây.